để nó locally chúng được biết đến như những kẻ ăn cắp mặt. Bởi vì khá di động và dễ thích nghi, những chú chim nhỏ này ít bị ảnh hưởng của bão. Vào mùa sinh sản năm tới, số lượng của chúng sẽ lại tăng. Khi cơn bão qua đi, là lúc để bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, về nhà. Các hoạt động của con người, loài vẹt này chỉ còn khoảng 13 con. One last patch of forest. Trong một số khu rừng mới hồi sinh, urgent conservation efforts, một nỗ lực khẩn cấp vừa mới bắt đầu để bảo vệ loài vẹt Puerto Rican này. Vào năm 1989, những nỗ lực đó có hiệu quả với 47 con vẹt được bảo tồn trong thiên nhiên hoang dã. Nhưng sau đó, thảm họa xảy ra. Hurricane Hugo còn sống sót. Trận bão đã ban ân huệ cho loài vẹt này. And the US Fish and Wildlife Service.